kính cha quý hương. Kính thưa các quý vị đại diện cho chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội người cao tuổi xã Quang Lịch. Kính thưa quý hội đồng mục vụ, quý chức tân cựu, quý cộng đoàn liên giáo xứ giáo hồ, quý thầy, quý dì, quý cố, quý cụ, quý thông gia, niên gia, thân bằng quyến thuộc gần xa và bà con tình làng nghĩa xóm đang hiện diện nơi vườn thánh thôn Luật Trung hôm nay. Kính thưa các quý vị và toàn thể nhân dân, vào giữa lúc toàn thể nhân dân đang chuẩn bị phấn đấu thu hoạch cho vụ chiêm năm 2022 giành thắng lợi toàn diện, thì một tin buồn đến với toàn thể nhân dân chúng ta. Cụ Maria Phạm Thị Bưởi, tên thường gọi cụ Nho, đã tạ thể. Cán bộ và nhân dân đã đến chia buồn thăm viếng và gửi tới gia tang lời chia buồn thắm thiết của nhân dân chúng ta. Kính thưa các quý vị và toàn thể nhân dân, nhìn lại quá khứ của một con người đã từ biệt chúng ta, cụ Maria Phạm Thị Bưởi, sinh năm 1944 tại thôn Thanh Cù, xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, thành viên người Kitô giáo thuộc giáo hộ Luật Nội, hội viên hội đồng thương xót giáo hộ Luật Nội, hội viên hội huynh đoàn Đa Minh giáo hộ Luật Nội, hội viên hội con Đức Mẹ giáo hộ Luật Nội, hội viên hội người cao tuổi xóm 10 thôn Luật Trung, xã Quang Lịch. Cụ đã trải qua một thời gian lâm bệnh có hiểm nghèo, đã được các y bác sĩ cùng các con các cháu tận tình cứu chữa. Cụ đã từ giã các con các cháu, anh em họ hàng làng xóm về trốn Vĩnh Hằng vào hồi 2:30 ngày 8/6/2022, tức ngày 10/5 Nhâm Dần. Cụ hưởng thọ 79 tuổi. Với tấm lòng nhân nghĩa thông cảm của các quý vị thay mặt ban công tác Mặt trận và cũng là trưởng ban lễ tang thôn Luật Trung, tôi xin gửi tới các quý vị và toàn thể nhân dân lời chào kính trọng. Sau đây tôi xin tóm tắt tiểu sử của cụ Maria Phạm Thị Bưởi. Cụ Phạm Thị Bưởi sinh trưởng trong một gia đình nông dân công giáo tại thôn Thanh Cù, xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Trước cách mạng tháng 8, gia đình cụ chịu khổ. Từ khi cách mạng tháng 8 giành thắng lợi toàn diện, gia đình cụ đã khá giả, nhân dân trong thôn ngày càng phát triển và đổi mới. Khi còn nhỏ, gia đình cụ đã nuôi dưỡng cho ăn học. Lớn lên trong tuổi thanh xuân, cụ đi xây dựng gia đình làm bạn với cụ ông là Trần Xuân Nho. Hai cụ đã chịu thương chịu khổ tần tảo sáng sớm chiều hôm. Cụ đã sinh ra được 6 người con, 2 người con trai và 4 người con gái, cả râu rể là 12 người con. Các cháu chắc nội ngoại của cụ là 23 cháu. Cụ đã dạy bảo chăm lo nuôi dưỡng cho các con ăn học chu đáo. Đến nay các con của cụ đã khôn lớn và phương trưởng. Về phương diện giáo hội, cụ đã làm trương trong giáo hộ kính danh vào năm 1986. Lúc đó nhà thờ giáo hộ Luật Nội chưa được khôi phục lại, gia đình cụ đã sắp nhập vào giáo hộ kính danh. Đến năm 2006, được sự đồng ý của Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang cho phép giáo hộ Luật Nội khôi phục xây dựng lại ngôi thánh đường. Cụ ông đã làm trùm trong giáo hộ nhiều năm. Các con trai cả của cụ là Trần Xuân Toàn cũng đã làm trùm vào năm 2017 đến 2021. Con trai thứ hai của cụ đã góp công góp của để cùng nhau xây dựng nhà chùa.
khang trang được tốt đẹp, được mọi người kính trọng. Kính thưa các quý vị và toàn thể nhân dân, thế kỷ nhân sinh còn tiếp diễn, an giấc ngàn thu chẳng riêng ai. Vì bao năm xây dựng, mọi người tưởng nhớ lúc bình sinh, giờ phút chia ly cả xóm thôn thương nhớ khi vĩnh biệt. Cụ mất đi là tổn thất lớn lao đối với gia tăng. Nhân dân mất đi một công dân mẫu mực suốt đời gắn bó với mảnh đất thân yêu mà cùng nhau xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Giờ đây cụ không còn nữa, thánh đường vắng tiếng kinh cầu từ rầy cụ ơi. Miếng trầu với nước mắt đầy, linh hồn cụ ở thiên đàng thấu trăng. Chỉ còn ít phút nữa thôi, ra đi, đi mãi không bao giờ về. Trong giờ phút chia ly vĩnh biệt này, xin mọi người đứng lên làm phút mặc niệm để tưởng nhớ người quá cố. Một phút mặc niệm bắt đầu.